tìm được châu Phi và chốt vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Và như vậy thì cả hai đội hình đều đã hoàn thành rồi. Ở cá nhân em thì em cảm giác như là hình của bên BLG sẽ giao tranh mạnh mẽ hơn. Bởi vì dù sao ngày hôm qua thì tỷ lệ đối đầu giữa Jin với lại Ash thì hiện giờ là Jin vẫn nhỉnh hơn Ash một tí. Bảy củ là áo ra nhưng quân. Nhưng mà bên Lightning thì họ có khá nhiều sát thương và có sự đột biến cao đến từ Nocturne cũng như là Yone. Thì sẽ không biết được là sẽ xảy ra những cái như thế nào, thì phải xem giai đoạn đi đường của họ như thế nào nữa. Và giao tranh tiếp theo của họ, những cái mục tiêu sẽ ra sao. Thế thì nói về đi đường thì hai anh nghĩ như thế nào về cái nhịp độ đi đường của cả hai đội? Thực ra tôi nghĩ là đi đường thì bên phía của BLG họ sẽ gặp một chút khó khăn đường trên. Đường giữa thì họ sẽ có những cái lợi thế từ sải đai dài một chút xíu. Thực ra thì ván thiết đấu này đi đường tôi thấy nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái khả năng đánh nhau dọc sông ở trong trận đấu này mới là cái quan trọng nhất của hai team. Và từ đó thì họ sẽ set up thế dành cho cả hai team. Một đội hình mà đi chung với nhau đến từ BLG, trong đó Leaning họ có khả năng đi lane và phá combat rất là tốt. Và các bạn ơi, các bạn hãy ngay lập tức đến với lại bàn bình luận của chúng tôi để trận đấu được bắt đầu. Nhưng mà cũng không phải là ván nào cũng có. Nhưng ở các cặp đấu mà các đội tuyển có đường giữa tốt như thế này thì Orianna sẽ là một ưu tiên số 1. Đấy lý do tại sao mà Nai sẽ khóa luôn và lựa chọn Orianna này. Trận này hả? Trận này trước trận, à không phải trước trận mà là nhìn chung thì BLG với tư cách lạc giống số 1 thì mình sẽ nghĩ là tỷ lệ thắng của BLG cao hơn. Nhưng mà sau khi cấm chọn xong á thì mình thích cái đội hình của Leaning hơn một tí. Quay bắt buộc phải sử dụng. Nhưng mà lẽ ra mình sẽ ủng hộ Leaning nếu như nó đánh cây xa. Với lại con bài Yone của Zika khiến cho con Rumble Zika chẳng làm được gì cả. Không đẩy lính được, nghĩa là họ không thể kiểm soát soát được ba con sâu. Và Way thì cứ thế lang thang kiểm soát tầm nhìn ở cánh dưới này, tạo áp lực cho đối phương một chút rồi di chuyển ra ăn sâu mà thôi. Nocturne ở thời điểm hiện tại mới cấp độ 5. Tính mấy cái đường đã muốn vào chung kết thì đừng có tính né ai hết á. Và như vậy thì sâu đã dành cho Way rồi. Đúng vào chung kết mà cứ tính đường né nghe nó hèn lắm. Sớm hơn chăng? Nhưng vào chung kết là gặp thằng nào mình đấm thằng đó. Có cấp độ 6 không? Nhưng bây giờ mà mở hoang tưởng ở đường nào tôi cảm thấy cũng có mấy cái kèo mà không 10 thì người ta mới tính mấy cái đường né đó thôi. Đối phương đang có những cái đường đánh quá cháy. Nhưng mà quan trọng là Way ở khu vực kèo nó lệch quá thì mình né, còn kèo BLG sợ gì mà né. Đụng nào trúng đó. Khi mà tao hoàn thành xâm được bãi sau đã có cấp độ 6 dành cho Way. R đã có, Way vẫn đang quyết định là chưa tắt đèn để có thể khiến cho Way phía bên kia cảm thấy bị hoảng sợ. Way tiếp cận vào những con sâu không? Way bên này sẵn sàng đấm người Way bên kia. Way bật luôn cả chiêu cuối. Way đã bị đấm. Way đã bị quay bởi Way. Và Way vẫn đang bị tấn công. Way đang bị đính W. Way bị dính khô máu. Way đã phải nằm xuống. Tiếp theo lại đây. Tôi đang nhìn thấy Way phải nằm xuống chứ đừng hồi. Way kia thì không thở được. Khô máu tôi cảm giác là Bin cũng đã phải nằm. Way đang phải thoát đi sau khi Way phía kia nằm xuống. Nhưng Way sẵn sàng quay lại đấm. Way vừa rồi không trúng đến Scar và Scar đã bị tấn công liên tục. Eo cũng hít đánh cuối cùng và ta sử dụng chiêu cuối nhưng sau đó ta nằm mèo cũng đã có chuyện này. Sân con rừng mở ra, Garen bỏ chạy, đi qua đi lại, hiện lên rất hay và phát bắn cuối cùng của Eo nó đã trúng. Và bỗng nhiên thì bên phía của BLG lại là đội ăn được 6 sâu khi mà những con sâu này liên tục đóng góp sát thương cho cả hai đội ván đấu vừa rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy Scout đã đến sớm nhưng cái sự kết hợp giữa Way và Bin là quá khủng khiếp. Các bạn có thể nhìn thấy pha thi đấu này Way và Bin băng ra tuyến sau để hạ gục người đi rừng của đối phương. Và đây là một pha thi đấu mà Hang đã cứu cho cái giao tranh này của Leaning ở nhịp đầu tiên. Anh ta hất được Scout về, anh ta hất được Nai về, khiến cho lượng sát thương của Scout được xả. Trong khi đó thì Nai bây giờ mới tới. Những cái vấn đề của họ là thay vì tập trung gỡ được con sâu này thì một cú chém lên của Scout đã bị câu giờ và có một cú xoáy trên đầu của Nai để giữ chân Yone lại. Để rồi sau đó sân khấu được mở lên thì không còn gì bên phía của Leaning cả. Zika là người duy nhất anh ta thoát được pha thi đấu vừa rồi. Còn từ phía là sau để xem là ta có thể có được một cú chọc hay không này hơi khó. Sau tình huống giao tranh đó có một cái ấn tượng đến từ hai đội là tiền nó không chênh lệch nhiều. Đây là một trong những điều khá tốt. Nhưng rõ ràng bên phía của BOC họ sẽ không hài lòng lắm sau khi mà họ bị mất con rồng này. Rồng ok, rồng của bên phía Leaning vẫn ok. Có 6 con sơ không sau một pha giao tranh. Nó lớn cỡ đó. Là một trong những điểm mừng dành cho bên phía của BOC. Hồi nó rối luôn rồi các bạn thấy không? Được cái khả năng đẩy lẻ đến từ con bà Yone này, đồng ý Yone vẫn sẽ tốt. Rõ ràng trong ba lựa chọn đánh AD tuyến sau của Leaning thì con Ash là con mình không thích nhất. Chứ thấy là Bin vẫn đang farm tốt hơn rất nhiều nữa là khác. Đúng. Trước đó chỉ cách tầm cuối cùng nó là chọn con Ash. Giờ nó đang hơn 20 để giúp cho Bin ở trong giai đoạn hiện tại có thể cách 300 là ít nhất đây 200 mấy.
220, một khoản tiền rất lớn đang được cái giá của sự hèn nhát đến từ Bin ở trong giai đoạn này. Còn trong khi đó Quay ý Hang đã tấn công, Quay thấy được Quay bắt đầu quy trúng người của Quay, tắt đèn lao thẳng vào người của Quay, nhưng Quay bị hất tung lên, Quay bị tấn công, Quay trở lại đấm vào người Quay, nhưng Quay đang khỏe hơn, Quay đấm chết được Quay. Phải hay, quá hay dành cho Quay. Nhưng phía bên này Quay đang phải bỏ chạy, Quay đang cố gắng né những kỹ năng rồi, còn lại Gala đang đứng bắn chiêu cuối con nên được bật lên. Bin đã tới sẵn sàng bế, anh ta muốn bế ai, anh ta muốn bế vào người Gala. Gala bị chín hit bắn cuối cùng, bị bế qua phía bên kia tường và Gala đã phải nằm xuống. Zika phía này đang cố gắng bỏ chạy, Bin đang tìm mục tiêu nhưng Bin lướt được qua tường không. Cảm ơn người đấu đánh nha. Tìm địa chỉ nhưng không còn cơ hội nữa, vẫn đang là mạng đổi mạng đến từ cả hai bên. Cái đáng sợ của BLG là họ luôn luôn biết đủ. Cái pha vừa rồi họ không cố gắng với theo. Họ thấy nếu mà đuổi được thì đuổi, không đuổi được thì thôi. Họ có sẵn sàng để cho Scout tấn công vào cái trụ một khu vực đường dưới này. Sứ giả hút và để xem là lấy trụ hay không đây. Mém tí nữa lấy được trụ. Con rồng lửa đang được khai thác. Ui rồng linh hồn rồng lửa, nếu như để cho BLG có được 4 con rồng lửa thì e rằng hơi căng. LG bắt buộc phải tổ chức bầu thủ đánh nhau. Đại bắn tiện bắn đại đi Gala. Chưa sẵn sàng. Hang đang di chuyển vào, Scout đang di chuyển vào, Quay cũng đang di chuyển. Bắn vô thằng Quay cũng được. Tắt đèn. Má on rồi nó chè. Của đại bắn tiễn chiêu cuối đang được sử dụng. Sứ giả phán quyết đã đẩy được một thành viên ra, đó là rồng thì các thành viên của Blue Team là POG. Một pha bế được Hang ra và Hang này chặt đẹp, chặt đẹp vô nơi game đẹp. Đã sử dụng chiêu cuối đó Quay nhưng cảm giác là anh ta không đủ lực để chống chịu nổi. Hang đang đứng và Gala đã có thêm một hạ gục dành cho bản thân của mình. 1-2-4 cho Gala và quan trọng là LG đã thắng trong thủ trận vừa rồi. Dù vậy thì bên phía BLG cũng là đội có được con rồng, nhưng Lenin thì đang muốn đẩy mạnh cái lợi thế mà họ có sau vạn. Điều này gồm đẹp quá. Không dừng lại ở những điểm hạ gục mà đó là trụ một đường giữa, đó là một đợt lính đẩy vào trụ hai khu vực đường dưới bắt buộc phải pin ra. Khi mà pin ra đường dưới này thì đường giữa sẽ là hai trụ luôn cho Lenin. Một tình huống tấn công quá tốt và Scout đã tìm được cái cơ hội mà ta có thể gánh sát thương được cho những người đồng đội của mình. Liên tục tìm được những cái pha giao tranh như vừa rồi, cái pha giao tranh mà có thể lật lại một cái lượng tiền rất là lớn. Từ trước đấy các bạn có thể nhìn thấy là Li Ninh đang thua khoảng 1.000 tiền, sau đó họ lại hơn ngược trở lại đối phương 1.300 tiền. Một cái pha lật đèn lao vào đại băng tiễn không trúng và Quay đang là người gặp vấn đề tại 19 chiều cuối, thả ra mưa tên lửa. Hãy xem kìa, Zin bắn một hit cuối cùng, người ta đi ngang qua mưa tên lửa và ta đã phải nằm chết ở đây. Đang bị tấn công bởi Zika, Bin giờ mới tới và ta tìm kiếm được hạ gục thứ hai của mình. Trời ơi, này đang một mình cân ba và ông nội ơi là giúp cho đồng đội của ta có được hạ gục. Zika bị bể, một tình huống đang cố gắng đánh tới Bin đang bị dính chiều cuối cùng kèm với lại On một pha tóc biến và sau đó bỏ chạy tới Bin sau khi hạ gục được một thành viên nữa. Hang đang di chuyển tới sẵn sàng bắt được On đang trong vàng đi bộ. Hang tới và anh ta hút. Ê trụ Hang ơi, Hang đang đi lẩm búa và Hang cảm giác là mình đang bị trụ bắn quá rồi đó, ta cần phải lùi. LG tiếp tục là đội thắng trong thủ trận đơn vừa rồi. Tấn sát thương mà anh ta gây ra thì bây giờ khoảng cách tiền nó đã có dành cho anh chàng Zika rồi, anh ta không cần farm nhiều, có mạng hai gục là hơn 931 đồng, một trong những dấu hiệu cực kỳ tốt. Và chúng ta xem ngoại trừ On hứng, ngoại trừ câu chuyện ít từ On không chỉ dừng lại hướng anh ta mà hướng trọn combo là cái phương tắc để bay vào tấn công luôn không? Và mạng hai gục dành cho Quay. Anh ta hứng rất nhiều thứ vào thi đấu vừa rồi. Anh ta hứng đến hai cái luôn không? Của Li Ninh. Và có lẽ là El sẽ là người cảm ơn On nhất vào thi đấu vừa rồi. Brother Bin hay, Bin hay. Nắm vào mặt anh ta rồi. Bin hay, Bin hay, Bin hay. Một chuyển của Scout bị cancel đến từ một cái mở đường của Bin. Ngay lập tức Scout quay ngược trở lại trả sát thương rất đánh đá và chất tướng Kassate. Nhưng ở thời điểm hiện tại với một pha cancel cái dịch chuyển của Scout vừa rồi ấy, thì Li Ninh không thể nhưng mà khu vực hang Baron được. Mình, nhưng họ chuyển qua ăn mình rất là, đây là dòng thứ 3 muốn coi kênh tiếng Việt nhưng đủ má mày nó mờ quá. Họ không có, nhưng họ lấy được một coi khó chịu quá nè. Đây là con rồng bản lề, nó ép buộc cho bên phía BLG 5 phút sau phải ra đây giao tranh để có thể ngăn cản linh hồn rồng của Li Ninh. Đang gồng đắm tới luôn và Hang bị cản là 29W. Hang đang bị giữ, On là một nửa hướng được cái đài bắn tiễn và người đang mất rất nhiều máu là Hang. Hang hút bóng lời nhé, không lời. Scout đang nhắm con mồi, anh ta sử dụng cái RR không trúng ai cả. Quay được lại bỏ chạy, phía bên này Zika đánh nhau với lại Bin và Bin đã hạ cũng được hỗ trợ của đối phương. Hai thành viên còn lại đang cố gắng bỏ chạy. Bin đang một mình cân 1-2-3-4 thành viên còn lại của LNG. LG sẽ muốn gỡ bằng cách là lấy cho được con Baron này. On đã không còn thở, Nai cũng không còn thở, Nai còn tới 35 giây lận. Nó rất khó để có thể hồi sinh quay tóc lại. Không mà, ok để thử. LG là đây, Quay đang nghĩ tới con. Má vô này khỏe quá. Baron này, nhưng tôi đang thấy Scout đang đi check người. Scout đã thấy đấm vào cũng thêm mạng hả? Ba phát và chém tới lần thứ 5 thì không còn cơ hội sống cho được Quay. Và LG để mình check thử TikTok. Là có được con Baron đầu tiên của bản thi đấu này. Nó gọi là nóng thôi rồi luôn. Cháy bỏng, từ từ đây bắn tiễn trúng On là nạn nhân lại một cái tắt đèn và đang đứng bên trên mưa tên lửa quá cháy bỏng. Và tôi đang thấy Quay đang bị chiếm đoạt, Quay bị tấn công một pha tóc biến bế rất hay. Thứ Bin sẵn sàng tiếp cận người Quay phía bên này thì đã cũng cao lệnh sấm âm rất đẹp cao rồi. Quay đây là hỗ trợ thêm. Quay đã có thể thoát được. Xong luôn LNG đang nhắm vào này. Xong rồi. Nói là khô cả mẫu. Một pha xử lý cháy dẹp ép của Zika, double kill cho Zika. Một pha xoáy 4 của Nai nhưng không có lượng sát thương dồn theo khi mà
bên phía bên kia thì người bị sách qua tường. Cái combo của Leaning còn lại 4 người của bên phía Leaning có rất nhiều sát thương. Và với con Ash, với cả Yone, thêm cả một pha dịch chuyển lên thế này thì endgame là quá thừa sức. Nhưng có On ở đây, On còn chưa cuối, à chưa hồi. Anh ta chỉ đe dọa mà thôi, và thực ra Leaning cũng không vội. Chúng tôi đi về cũng được. Ừ, 1 phút nữa hẹn nhau ở dòng lửa, không gặp không về. Đấy là lời hẹn của Leaning. Trời ơi, đang coi. Và Scout anh ta đã bị tiếp cận. Một pha mưa tên lửa rất đẹp rải ra, và ba thành viên bên phía của BG đang phải bỏ chạy, tắt đèn lao vào tấn công, chấm thẳng người vào người của Nai. Cú đâu quá đẹp The Scout. Triple kill cho The Scout. Anh ta có cú. Ui, trời cái ơi rồi, cái rồi, cái không rồi. Sao cả, Gala buộc, Gala cười. Mình nghĩ năm nay nhiều khi là có được mà đội nào vô địch chưa biết. Biên dịch chuyển về để có thể phòng thủ được. Và LNG họ đang đội nào vô địch chưa biết, nhưng mà chắc là có cái skin Yone chung kết thế giới quá nè. Họ đã sẵn sàng với câu chuyện đó, họ đang giải quyết công trình nhà chính còn lại. Zika đang đánh liên tục, sấy liên tục vào cái nhà chính. Bin đang bị kẹt, Bin không còn cơ hội. LNG là đội đầu tiên. Mình có cảm giác là đội nào vô địch thì không biết, nhưng mà con Yone này chắc không phải có skin quá. Tuyệt vời bên phía của Leaning. Và đây, đây là cái bộ mặt của BLG gặp Leaning ngay cả ở LPL. Nếu đánh BO1 thì Leaning hoàn toàn có thể đánh cân với cả BLG khi mà họ là đội nắm được meta tốt hơn. Họ vận hành được một cái combo rất tà đạo, đấy là Nocturne, Rumble cộng với cả Yone.